Không ngờ cô lại còn có sát chiêu như vậy, thiệt sự quá thú vị rồi. Nhưng mà chỉ 1 phút thực sự quá ngắn, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu. Thiệt sự quá đáng tiếc rồi, nếu không phải bây giờ tôi cần một minh chứng cho lòng trung thành, nhất định sẽ giữ lại cho cô một mạng làm đồ chơi của tôi. Nè nè nè, chiến đội mặt công trước giờ luôn cao cao tại thượng sao lại trở nên nhếch nhác như vậy rồi? Lão tử bây giờ chỉ cần một mình cũng có thể giết chết cả chiến đội các ngươi. Đủ rồi đó, Hồ Phi. Không hổ là người đứng đầu chiến đội mặt công, chỉ dựa vào mấy người đã có thể giết chết hơn 1.000 người của tao. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại đây thôi. Cơ hội sống sót duy nhất của các ngươi chính là gia nhập hoàng chính chúng ta. Thế nào hả? Ta đây là người tiết nhân tài, sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ đầu hàng, các ngươi cũng không cần lãng phí nước bọt ở đây. Muốn chiến thì chiến đi, ta sẽ phụng bồi tới chết. Các người tuy đã làm tới cực hạn nhưng đây không phải là PvA, cũng không phải là PvP, mà là GVG. Thực lực cá nhân cho dù có lợi hại thế nào đi nữa, đứng trước cách biệt tài nguyên và nhân số đều là vô dụng. Tại sao phải làm chuyện ngu ngốc vậy chứ? Tiểu Xuyên Xuyên, đừng để sự cố chấp hại chết bản thân, thà sống nhục còn hơn chết dinh mà. Người đứng với G-Group tức là đại chiến tập đoàn giữa các chiến đội hoặc công hội. Dừng ta hết đi. À, đủ rồi, trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa. Tổng sư trưởng, còn có thiếu chủ và tiểu thư, mọi người... Vô, cuối cùng chịu hiện thân rồi sao? Thật tội lòng, tôi sẽ tưởng ông sẽ mãi gục đầu vậy chứ. Quan Phủ Thánh, tôi có thể chấp nhận điều kiện của ông, quyền lực cũng được, sản nghiệp cũng được, ông lấy hết đi. Nhưng hy vọng ông tha cho người của tôi một con đường sống. Mục đích của ông đã đạt được rồi, không cần thiết tạo thêm nhiều sự hy sinh vô nghĩa nữa. Ồ, với tính cách của ông không phải nên cố chiến tử tới cùng sao? Sao đột nhiên lại đổi tính đổi hết rồi? Ban đầu đau lòng cho những tính mạng của công dự chứ chứng mình rồi hay sao? Đây không phải là hắc tôm long mà tôi quen. Nửa giờ trước. Còn nói cái gì? Còn muốn lấy mạng của mình đi đổi lấy chiến đồng mật công sao? Với thủ đoạn của Hoàng Phủ Thánh, không giết sạch tất cả người của chúng ta sẽ không chịu dừng tay đâu. Nếu như lấy tính mạng công ra để trao đổi, đổi lấy chiến đội mặt công và thời gian tuyệt đối là đáng. Bớt lên cần ở đây đi, đây căn bản không phải là trao đổi mà là đi đập mạng, không được đi. Mặc kỳ anh, em biết mà, tuy bình thường anh hay chống đối với em nhưng nội tâm anh vẫn không hề dứt bỏ em. Những lời nói cay độc bên ngoài chẳng qua là màn bọc bảo vệ buộc phải thể hiện ra mà thôi, vì bảo vệ công ty cũng là vì bảo vệ em, đúng không anh hai? Cô đang nói cái gì hả? Tôi không hề. Người được toàn bộ tình yêu thương của mẹ từ nhỏ như cô, tôi vẫn luôn là ghét nhất. Em biết, em vẫn luôn biết mà, anh hai. Người nên nói xin lỗi là ba, là lãnh đạo của tập đoàn, ba sớm đã dứt bỏ đi cảm xúc yếu đuối cá nhân rồi. Vì anh em các con luôn đấu đá với nhau nhưng vẫn mặc kệ, thậm chí còn ủng hộ sự đối lập đấu đá này, chỉ ba cho rằng như vậy sẽ có lợi cho tương lai của chúng ta hơn. Nhưng mà tại sao con người phải bước vào ranh giới sinh tử mới có thể tỉnh ngộ, biết được đối với bản thân cái gì là quan trọng nhất? Xin lỗi, Kỳ Nhi, Khả Nhi. Ba. Đi đi, chúng ta cùng ra ngoài. Nếu muốn đánh đổi, thì hãy đặt cả tương lai mặt gia này luôn đi. Cược xem hy vọng cuối cùng ấy có thể tới hay không. Ừ. Tôi giao ra tất cả, ông lưu đầy hàng mặt chúng tôi tới dùng quan giả. Như vậy rất thỏa đáng rồi chứ? Vậy không được, ông chèn ép tôi mấy chục năm, cục tức này chỉ lưu đầy ông không được xóa bỏ được. Vậy ông muốn như thế nào đây? Cái này sao? Từ lâu đã nghe nhan sắc ngân hoài của chiến đội mặt công xinh đẹp tuyệt trần, tôi rất có hứng thú biết bộ mặt thật của cô ta. Thủ hạ của tôi từng chiến một trận với cô ta cũng đã mệt mỏi rồi. Hãy để mặt Khả Nhi và Ngân Hoàng thoát y nhảy múa một điệu, vui vui giải mệt cho các tướng sĩ của ta. Như vậy ta sẽ thay cho các ngươi một mạng ha. Cái gì? Hoàng Phủ Thánh muốn giết cứ giết, nhưng muốn sỉ nhục em gái của trại thuộc hạ của tôi, ông đây liệu với mày? Không sao đâu anh, chỉ cần có thể giúp mọi người sống tiếp, chút hy sinh này có là gì chứ? Tuy Hoàng Phủ Thánh định sỉ nhục rồi mới giết chúng ta, nhưng như vậy cũng là cho chúng ta thêm thời gian cuối cùng. Em đáng ghét, đều là tại chúng ta quá yếu cho nên mới khiến đại tiểu thư và ngân hoàng chịu sỉ nhục như này, đáng ghét.
Tất cả nhắm mắt lại hết, ghi nhớ sự sỉ nhục này trong tim. Ngân Hoàng, cô sợ không? Sao có thể chứ? Có thể cùng kề vai tác chiến với đại tiểu thư tới phút giây cuối cùng, tôi rất vinh hạnh ha. Wow, nhan sắc quả nhiên danh bất hư truyền. Mau cởi đi, mau cởi đi. Tránh ra, lão tử muốn xem. Nhìn kìa, kết giới, dở ra một cái gì lớn vậy? Có thứ gì đó đang qua đây thì phải. Ngại quá, tôi tới trễ rồi.